Ngay xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị căn nhà 40m² xây 4 tầng gần với sát đường vành đai 4, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần đại học Phenica, và căn nhà này thì vị trí là thuộc Đông Lao Hoài Đức. Với thiết kế của ngôi nhà diện tích 40m², xây dựng là 4 tầng, ngõ ô tô vào tận cửa. Với mặt tiền 4m2, mặt hậu cũng vậy, vuông vắn, căn nhà thì đang trong quá trình hoàn thiện những khâu cuối cùng. Tuy nhiên thì những cái khâu đấy nó rất là đơn giản, có một chút chút thôi là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay đường ngõ thực tế. Tuy nhiên thì căn nhà này thì nó không phải nằm trên mặt ngõ thông, nhưng mà nó rất là gần với đường ô tô to, trục chính mọi người nha. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể căn nhà, xem ngôi nhà thiết kế như thế nào. Diện tích rộng, rất nhiều quý khách hàng mong muốn, ô tô vào cửa cũng vậy. Và căn nhà thì thiết kế độc lập, rất là hợp lý. Với phần hoàn thiện cơ bản là đã xong hết, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, Đông La. Với cái vị trí này ấy, cách với trường đại học Phenica nó khoảng tầm 2 cây, và cách với khu đô thị Đô Nghĩa, tính từ vị trí ngôi nhà này thì nó cách khoảng tầm 1 cây 2, 1 cây 3 thôi mọi người ạ. Đi lại rất là thuận tiện, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Hoài Đức, quý vị đi làm ở Quốc Oai, hoặc quý vị đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Quý vị nào đang đi làm ở đó hoặc là có con em học ở trường đại học Phenica thì cũng rất là hợp lý. Và tính từ vị trí ngôi nhà này, đi ra tới bến xe Nghĩa cũng rất là gần, nó khoảng tầm 4,5 km mọi người nha. Phần hoàn thiện chỉ còn một chút về phần dọn dẹp vệ sinh cũng như là đặt nốt là quý vị có thể dọn đồ về ở được luôn. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đầy đủ. Tầng 1 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Hiện tại em đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà, với cái phần hoàn thiện trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, phần sơn đều được thiết kế xong hết rồi. Gạch lát nền kích thước gạch 80-80, vân đá. Mặt tiền 4m2, thông thoáng, hướng nhà là hướng đông bắc mọi người nha. Đây là phần phòng khách để xe và đây là phần không gian phòng bếp. Với phần phòng bếp cũng được hoàn thiện xong hết cho quý vị, tủ bếp, thiết bị vệ sinh cũng như là chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện. Thông thoáng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Với tiếp theo, tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh cho quý vị sử dụng. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, máy bơm nước lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Đường vành đai 4 là một trong những cái đường mà đang chuẩn bị sắp tới đây rất là phát triển. Và cái căn nhà này thì nó gần sát với cung đường đó, thuận tiện cho quý vị đi lại. Đó. Và cái căn nhà này thì nếu như tính xét về cái vị trí địa lý ấy, thì nó nằm ở trong D mọi người nhá. Bởi vì rất nhiều khách hàng hỏi là với cái tầm tiền đấy mà gần với đại học Phenica thì nó có phải ngoài D tổng 14-15-16 không, thì cái địa phận đấy nó là bên Yên Nghĩa, còn địa phận này nó là thuộc Đông La, La Tinh, Hoài Đức mọi người nhá. Và tay vịn cầu thang thì là gỗ, rồi là mặt bậc cầu thang cũng thiết kế là gỗ luôn. Căn nhà này chủ nhà thiết kế hoàn thiện rất là chỉn chu, đầy đủ. Cửa chính của ngôi nhà kia mọi người nhá. Đó. Thiết kế là nhôm sinh pha 55, và mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị, một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên trong. Với phần phòng ngủ này đây. Phần phòng ngủ thì được thiết kế lát gạch, gạch thẻ giả gỗ, ban công mở thoáng hướng ra phía bên ngoài. Ban công rất là rộng, rất là thoáng mọi người ạ. Trước mặt của ngôi nhà cũng rất là thoáng. Phòng ngủ siêu rộng, thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, sơn, màu trắng, phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh tầng 2 này, tương đối rộng, đầy đủ hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo cho quý vị. Với cửa thông phòng thì thiết kế là cửa nhôm pha sinh pha 55 và còn cái cửa thông phòng đây mọi người ạ. Với cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa sinh pha 55 và cửa thông phòng thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Căn nhà này thì với cái phần phòng ngủ rất là rộng, thoáng, ban công hướng ra phía bên ngoài, với hướng nhà là hướng đông bắc, rất là mát. Nói chung nhà có sao thì em quay cho quý vị như vậy. Mọi người xem review cái căn nhà này. Nếu mà cảm thấy phù hợp, cảm thấy cái giá bán hợp lý thì mọi người liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt để có thể đi xem cũng như chọn lựa cho mình một ngôi nhà về ở trước Tết nha. Mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và ngồi đang đứng ở phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị
tương tự như tầng 2. Tuy nhiên với tầng 3 nó chỉ khác biệt một chút, đó là phòng vệ sinh đặt ở phía bên ngoài, còn phòng vệ sinh ở tầng 2 thì để ở phía bên trong. Còn đâu thì phòng ngủ thiết kế giống hệt nhau. Rộng, thoáng. Giá bán em sẽ để ở dưới phần bình luận để quý vị có thể xem phần giá bán cụ thể tại thời điểm hiện tại nhé. Tại thời điểm Ngọc Ánh đang quay. Ban công rộng, thoáng. Nói chung nhà tương đối là ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng rất là nhiều. Cửa thông phòng. Phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh tầng 3 đây. Đầy đủ hết công năng cho quý vị sử dụng. Đó. Đấy, thực tế như Ngọc Ánh đã chia sẻ là nó còn một chút về cái phần dọn dẹp cũng như là lắp đặt nốt những cái thiết bị cuối cùng là có thể dọn đồ về và ở được ngay. Về những cái phần hoàn thiện này thì nó rất là nhanh, nó chỉ 1 ngày 2 ngày là xong thôi mọi người ạ. Và mời người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà xem ngôi nhà này hoàn thiện từ đầu đến cuối xem thế nào nhé. Và Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Trên tầng 4 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 4 tiếp theo, thiết kế công năng tiếp theo, một phòng riêng. Phòng này quý vị có thể làm phòng thờ nhé, nhỏ nhắn, hợp lý. Đó, phòng thờ riêng cho gia đình và một phòng ngủ. Đây, một phòng ngủ nữa. Như vậy, với căn nhà 4 tầng, 40 m, thiết kế được 3 phòng riêng. Phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng, không khí cũng như là ban công mở rất là thoáng, thiết kế rất là hiện đại, trẻ trung. Rồi là cái tông màu nhà cũng vậy, nhìn nó rất là sắc nét mọi người ạ. Phần còn lại sân phơi. Đây. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Căn nhà này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, quý vị hoàn toàn yên tâm. Về cái chất lượng xây dựng nhà cũng vậy, chủ nhà hoàn thiện, cơ bản rất là chỉnh chu, công năng sử dụng thì hài hòa hợp lý cho một hộ gia đình và vị trí đi lại thì cũng rất là thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức, Quốc Oai rồi là theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.